Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một bộ hồ sơ được thiết kế vào tháng 7 năm 2020 cho anh Hùng. Đây, các bạn thấy là bên ngoài của công trình. Anh Hùng ở Nghi Sơn, Thanh Hóa các bạn nhé. Đây là một bộ hồ sơ nhà gác lưng rất là đẹp. Đây. Nếu các bạn có nhu cầu mua lại bộ hồ sơ này thì hãy liên hệ ngay với HX. Nhưng trước tiên chúng ta cùng khám phá kích thước và công năng của ngôi nhà trước. Đấy, nhà gác lửng mái Thái anh Phạm Văn Hùng ở xã Ngọc Lĩnh, Nghi Sơn, Thanh Hóa. Một bộ hồ sơ này thì gồm có kiến trúc kết cấu và phần điện nước. Nếu các bạn có nhu cầu mua lại bộ hồ sơ này với giá giảm 50% thì hãy liên hệ ngay với HX. Đây là danh mục bản vẽ phần kiến trúc gồm có 51 tờ. Chi tiết lavabo, khối tiền, khối cảnh mặt trước và mặt phía trên của công trình các bạn nhé. Đây, các bạn hãy ngắm kỹ. Bây giờ ta sẽ vào chức năng của công trình. Với chiều sâu của ngôi nhà là 17m3 các bạn nhé. Còn chiều rộng của ngôi nhà là 7m. Chiều rộng phía trước này sẽ là 5m2 các bạn nhé. Còn chiều rộng ở phía sau là 7m. Ngôi nhà ở phía tầng 1 thì gồm có là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Phòng khách thì rộng 27m2, phòng bếp rộng 25m2 và phòng ngủ là 17m2. Đi về phía sau sẽ là nhà vệ sinh. Đây, cửa phụ đi về phía bếp ở đây các bạn nhé. Này, cầu thang ở đi ở đây. Đấy, các bạn sẽ thấy ngắm kỹ chức năng bên trong của công trình. Ngoài 2D thì gồm có 3D các bạn nhé. 2X luôn thiết kế 2D kết hợp với 3D để gia chủ và thợ thầy xem được bản vẽ. Đây là một điều anh Hùng rất là thích ở 2X là bản vẽ kỹ thuật luôn kết hợp 2D với 3D các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy là nhiều đơn vị cũng nói là có 3D nhưng mà thực chất là họ không có đâu. 3D ở đây họ đang nói là 3D ở ngoài này các bạn nhé, là họ chỉ có cái phối cảnh của ảnh thế này các bạn nhé. Họ chỉ có ảnh thế này thôi, cho nên là có 3D. Họ nói là có 3D, thực chất là chỉ có ảnh bên ngoài này nhưng mà không có 3D như thế này các bạn nhé. 3D đây là 3D kỹ thuật. Đấy. Còn ngoài ra thì họ chỉ có 2D kỹ thuật như thế này thôi. Đấy. Họ không có chuyển bước và áp dụng công nghệ mới thì mới có được cái 2D, 3D như thế này. Đó là một điều đặc biệt của 2X. Ở phía tầng lừng sẽ là phòng thờ và hai phòng ngủ các bạn nhé. Phòng ngủ thứ hai thì rộng 16m2 và phòng ngủ thứ ba rộng 12m2. Có một nhà vệ sinh ở phía sau nữa. Phòng thờ. Đấy, phòng thờ thì phía trước. Phía này thì sẽ có đi ra phía ban công. Đấy. Ở đây là thông tầng các bạn nhé. Cho nên là nhìn từ phòng khách thì rất là rộng. Thông lên phía trên. Đây là 3D. Đấy. Phối cảnh nội thất của công trình rất là trực quan thế này. Rất trực quan thế này, thợ thầy rất là xem rất là dễ hiểu luôn. Đó. 3D này, mặt đứng này, đấy, các bạn sẽ thấy rất là trực quan thế này. Nhìn thế này thì thợ thầy nào mà cũng xem thì rất là hiểu và thi công rất là nhanh chóng các bạn nhé, không cần phải thắc mắc luôn. Vệ sinh nội thất này, cửa này. Đấy, tiếp theo sẽ là phần kết cấu, kết cấu cũng là rất là nhiều tờ. 56 tờ luôn các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều. Một bản vẽ này rất là dày thế này. Bản vẽ này rất hơn 100 tờ luôn các bạn. Đấy. Kết cấu thế này. Đấy. Thống kê cột dầm sàn đều có đầy đủ các bạn nhé. Thống kê thép đầy đủ. Phần điện nước ở phía sau này nữa. Đấy. Nó trực quan thế này. Là dày, bản vẽ này thì gồm là 150 tờ luôn. Nếu các bạn yêu thích mẫu này thì hãy liên hệ ngay với HX, hoặc các bạn thấy một mẫu nào đẹp ở trên mạng và có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ ngay với HX để thiết kế với giá là ưu đãi nhất thị trường. Hiện nay HX đang thiết kế sau bán thành thành và có giá thiết kế là ưu đãi nhất thị trường.
Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.